anh Phạm đó anh Quý không à Pim Pai Pum 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 Ok, hello mọi người nha. Thì giờ này cũng tầm 9 giờ rồi. Anh em mình quyết định sẽ bào một cái tour đi Vũng Tàu nha mọi người. Thì có cả Hằng với Khánh nữa. Nhưng mà Hằng với Khánh đang qua trễ. Bắt buộc anh em mình phải quay khúc đầu trước. Một lát anh em mình sẽ quay khúc đi sau nha mọi người. Bây giờ vứt hết cái đầu rồi. Đầu mới cái đầu là gì nha. Để Hằng với Khánh nữa. Lưng thì sáng Lưng sẽ chạy ra sau mọi người. Tại Lưng làm ca đêm á. Ok mọi người hãy đón xem chuyến tour chúng ta anh em tụi mình có gì chuyến vui. Chuyến tour là pip pip. Bye bye. Bye. Mỗi nào nó nhọn. Mỗi cái dao cái dù. Pip pip. Rồi chuẩn bị lên. Ok mọi người đi thôi. Chuẩn bị hành trang đầy đủ nha mọi người. Let's go. Mình sẽ quay Khánh với cả Hăng nha. Anh em ninja. Hello mọi người đi. Hello. Lại là tao bận quần dài không nó bận quần cục. Ôi, lúc nãy tao tưởng mày bận quần cục luôn chứ. Bây giờ anh em mình sẽ hai gì? Hai ba mình cũng có không nhỉ? Hai ba mồi, bây giờ mình sẽ di chuyển qua Vũng Tàu luôn rồi. Okay. Ok. Hôm nay mình đi đâu nè? Vũng Tàu. Nhà ai? Nhà của anh. Nhà của tôi, anh đang nói chuyện mọi người cơ. Ủa, nhà tôi. Ờ. Tôi sẽ tiếp đãi mọi người đàng hoàng. Ok, nhìn rất là đàng hoàng. Ok, hôm nay suy nghĩ gì về đường đi Vũng Tàu ạ? Không vui. Sao vậy? Chạy xe mà. Sao vậy? Đi có một mình nè, mọi người thương lắm luôn. Ủa, nói có chở nhỏ nào đâu? Ờ, chở nhỏ nào đâu? Chở mà. Ai nói, đừng có nói nha, đừng nói chờ nha. Sao khi anh em tôi trong team khi chưa có gái rồi đi theo kiểu sao? Kiểu nó phấn khích lắm, nó hứng lắm, đòi đi. Rồi xong cái bây giờ nó nhỏ kia không đi cái. Thôi tao bụng quá, nhức đầu quá, không đi được rồi, không đi được rồi. Mai đi làm mà không đi được đâu. Rồi cuối cùng là mà rất là thích gái thôi, nha má. Chạy sơm, chạy gáp nha. Cục rất là ghẻ. Sơm ơi. Nó trắng rồi. Chạy thêm, chạy thêm đi. Bước cũng bước theo cô nè. Thôi nói không cô nè. Em ơi, đâu cho anh biết nhà anh vô về cho. Mấy cái anh bên đường. Để anh Nguyễn tới. Hello. Hello. Let's go. Vũng Tàu City. Chăm săn cái nha mọi người. Ok mọi người nghe thì tụi mình đang đi nhưng mà gặp sự cố bất ngờ là anh Nguyễn anh mắc tụi mình phải ghé lại đợi nè mọi người, từng con người phải ngồi đợi nè. Trời ơi 4-5 xe luôn, có cả Hằng Khánh đĩa rồi ông anh của anh Nguyễn bò đồ phải ngồi đợi ông Nguyễn má mắc ẻ mà gặp gì hả? Mắc ẻ mà gặp mình đó. Là trời nóng lạnh thì chứ tao chế cái thằng heo hay ỉa quá. Ôi anh Nguyễn rồi lại đây. Hello mọi người. Hello. Đây là nhân vật chính làm cho ập tắc giao thông. Đang đi có chuyện cố ngoài ý muốn á, mà gặp tàu đèn đỏ, còn mình đi đâu đèn đỏ cũng 17 giây muốn chết đi đó bà nội. Ỉa không? Có ỉa không? Ỉa không được. Rồi anh em mình tiếp tục chuyến đi nha mọi người. Đầy đủ nha. Không thiếu ai nha. Ok, bây giờ thì let's go đến Vũng Tàu thôi. Xách ba lô mà đi từ thật xa đến nơi phía cuối con đường. Cũng là ngày mai tan vỡ tâm ta bước qua dẫu cuộc đời này chẳng bao la, ngày mai sẽ tốt thôi mà. Bao mây mù răng sao nếu chân ta bước xách ba lô mà đi từ thật xa đến nơi phía cuối con đường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trời ơi mọi người ơi, có thằng em đáng đồng tiền. Em tư của tôi ngồi tới giờ này để đón anh em nè mọi người. Hello mọi người đi. Hello. Đây về tới chỗ của anh bò nha mọi người. Được ăn uống, được tắm rửa nghỉ ngơi nha anh em. Hi. Chào tất cả mọi người. Tụi mình cũng tới là Vũng Tàu rồi đó. Nhưng mà nó chưa có tới cho lắm. Tới Vũng Tàu là còn đâu có 3 cây nữa Vũng Tàu nha. Tới bà nha. Nói chung là tới nhà, tới chỗ của cha mẹ mình nha. Đây cha, ở đây cha mẹ mình. Đó. Ok mọi người. Ồ. Mẹ cha, mà cha mẹ mà chỉ cha ơi, mẹ đây. Không. Cha mẹ. Chị mẹ chào mọi người cái. Chào mọi người cái mẹ, chào mọi người à. Hôm qua thì còn thấy cười đó. Cái thằng kia. Thằng kia đụng tới là đụng hai ba cái. Thì nói chung là sau mấy tiếng giặt giã anh em mình cũng đã được ngồi nghỉ ngơi và ăn uống rồi mọi người. Đây là cha mẹ đã đẩy anh em ra nha. Giờ này là 10 giờ mấy rồi mọi người mà tới vẫn có đồ ăn nha mọi người. Có tôm hoàng đế nè. Tôm hoàng đế nha. Tôm hoàng đế. Tôm hoàng đế. Ăn cái đó. Gà lắm, mọi người có thấy trước mặt lại gì không mọi chưa, người? Chưa, đừng nín đi, chưa tới quận anh đâu. Không có nhiều nữa. Nói đi, sao đây hả? Sao, giới thiệu từng món ăn đây nè. Dặn rồi. Đây là tôm hùm Alaska nha. Mẹ đặt mua chiều lận. Mua chiều lận. Cái này á là lòng xào dưa. Không phải lòng xào dưa, là bào ngư xào dưa chua. À vậy hả? Còn đây là cháo nấm linh chi nha. Wow. Nấm đâu? Nấm bỏ quên cho biết này. Còn đây là gà đông tảo nha. Wow. Thấy đông không? Đông tảo này anh. Đây là đặc sản miền Tây nha mọi người. À để coi con này. Đô gà do chấm mốc khỉ. Đó. Thấy không? Cái này. Cái này là bao tử nai nha mọi người. Cái này hả? Cái này là bún nhập khẩu từ bên Canada về mọi người. Mẹ của anh bò đã đặt từ 4 ngày trước thì tới ngày hôm nay máy bay mới đáp cánh thì vừa tới anh em tới đây là ăn luôn. Quá là ngon rồi mọi người. Đây là tuyệt vời. Còn món nữa nè, đặc sản miền Tây nha. Đúng rồi, cái này. Sạch. Gì? Tôm lóc. Cô cá lóc cái lộn, cô cá lóc. Cá phi hả? Cá lóc. Cá sặc nè. Cá đủ loại cá luôn kìa. Cá sặc nè, cá lóc cá nha mọi người. Cá chỉ vàng nè. Wow. Còn cá này không biết. Cá sống. Wow. Cá thù lù. Wow. Cá bạch đạn. Ở nó trong nó là cá khô. Rượu gì? Rượu nhỏ. Rượu năm, rượu gì? Rượu quang. Rượu quang tay ngâm 779 ngàn uống cái xe luôn vô nha. Quá là vui mọi người. Quá xỉn á. Nuốt luôn. Thôi mà thôi. Rót cho em cái gì đó. Tôi đi rượu quang nha. Đây uống rượu quang mà không biết stop gì hết đây nè. Xài quá. Ta phải lắc đều chứ khi đưa quán đổ. Ê bây giờ ngước áo giống quá nha. Trời. Một miếng rồi nó thấm thí. Xuống tới bao tử rồi mọi người. Cái dạ, nhau dạ, rồi dạ, dạ. Nó kiểu Tây á. Ăn, tây ăn miếng bao tử này sầu như chua thế lận. Bao tử này cặp với cà chua. Mời tất cả mọi người nha. Cái là ngon rồi. Trời mời anh em nhập tiệc luôn nha. Ăn đi mọi người. Cho mẹ ăn chung luôn nè. Chưa vô ăn em. Vô đi. Vô. Không vừa. Bóc rồi. Ok. Đi. Vậy đây là cái màn bào của tụi tôi xuống Vũng Tàu nha. Ê, để chạy vô phòng anh đấy không dám. Vừa. Cái gì vậy? Cho bố, người đi vô. Đây đã, đừng gọt cho nè. Kèm đó. Không dám không cô. Chủ vô mình đem luôn. Mời tất cả mọi người nha. Ngon. Ăn thôi. Ngon luôn. Ngon. Ăn gọi. Em nhận. Muốn để tôi không đi ăn em. Dạ không. Cháy kìa. Lấy cái này nè. Lấy cà nước này. Này người sao rủ vậy nè. Má sao hoa rủ đây vậy trời. Để bên đó miếng thịt còn tới rồi. Tôi nước mắm cũng tới rồi. Ăn thì thánh ăn. Chưng vô ăn rồi chưng. Ăn cháo rồi dâu. Mày khỏi ăn nha, mày nhịn đi. Để cháu không? Không cho ăn rồi. Bò lấy rộn xương bò. Trời ơi. Từ từ ăn cái đó, nhiều giờ em chưa ăn gì hết á. Nói cho tôi cái gì đó cái này không? Ăn cái gì? Ăn cái gì? Để gà bên đây. Để xuống không? Ăn cái gì?
Dưa leo đẹp trai hả? Này là bao nhiêu leo? Là chua. Leo. Lòng người gạo. Nè. Ăn cháo không có lên. Anh ăn gì anh biết đó, anh leo rồi mà. Leo. Leo rồi mà. Leo. Mới quen cái sạch đó nha mọi người, cái sạch khô mà. Anh gái, anh gái bạn. Mẹ ăn rồi, mẹ chưa ăn. Mẹ ăn rồi. 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 Trời ơi, rồi nè. Ủa đem mẹ đi lấy cái đó là có mẹ cũng biết nữa. Vậy là gọi là bốc cúng chứ. Nhanh. Vậy nó quá nhỏ mà. Ăn đi. Và đây là sự yên diện của tem chúng tôi á, là sẽ sự tốn kém của gia đình Minh Bò nha anh em. Đấy, quá trời mồi nha ông, anh em ăn nhiều nhiều nha. Nhưng Minh Bò đã hứa hẹn là sẽ tiếp đãi anh em chu đáo. Hãy cho ăn cơ cu hành đế cho mà đế không mà. Quá anh sạch cũng sạch. Anh đứng nhóc nè. Hả mày bởi lệ. Anh quên ra đây hả? Đi không. Mày ngồi đứng cho hả? Chị ơi. Nó thương lắm cái nhà, nó cho một chén dao nè. Cho mình ăn một chén dao gì nữa thương mình lắm. Đó giờ bạn lên sạch con trái gì đâu. Ừ, nó múc dữ đi. Hút giữ gao á. Gao. Anh ăn thôi. Con ăn từ. Trời, nó gói cuốn nào cũng nấy nhưng cho mút vậy. Anh ăn miếng mút lên nè. Thôi. Không. Đâu lại sao? Chưa chuồng đi mày. Chưa mày ăn cái sao không ăn? Lại rồi. Lại đó ăn rồi chứ. Lại đó ăn rồi chứ. Chứ tại sao lúc có ông anh đợi lên tự ăn xuống chung cư vô đó đủ rồi đó. Mày đụng má mày á. Anh có ai kìa? Tao có. Không có, có đi cà tao mình có hả? Trời ơi. Xung quanh bốn người này là không có ai ăn sao rồi. Nãy giờ ăn miếng cá cho vui ngủ cốc rượu. Xung quanh mình nè. Dạ. Nước đâu ta? Nước sơn với xung rồi. Trời ơi, chết nước nó đứt thành thời đẹp kìa. Nhanh miệng đúng không á trời. Tào lưu. Không cho anh để tập tôm nha. Thôi thì không mà. Không có một cái quen nào hết chứ. Đúng mấy bên đậu bên kia mà. Tư mẹ không lợi cho điện hồi nãy. Cha mày điện làm đông ha. Hồi nãy là chạy tới nhà bác Tư á. Quẹn bác ẻ chạy vô vô miếng ẻ. Vô ơi. Vô nhà bác Tư vô miếng ẻ. Để tới cái canh đó mình nó đứt mày nghe đi. Mình nói mình nó giảm cái chén này là cái điều chuyện quậy muốn. Nè, tự nhiên đang đi ăn cơm no quá quậy muốn tới đây mình đi đâu cũng gặp em là lỏng mười mấy hai chục giây. Trời ơi tới úi vậy. Vậy mà ngồi dưới thôi. Nó ép quần đi. Có thể mà gì nhỏ nãy mà không tới nhà kịp thì chắc lụi lùm luôn rồi đó. Chuyện à. Tự lụm cây đầm. Em mà mất kẻ là em chưa nhờ hiểu vậy không? Trời ơi, được nhiêu người uống? Uống là người uống mà uống hết mà. Không biết. Không. Thật cho mình mất là anh uống mạnh lắm. Uống lít 40 ngàn mà. Lít gì lít 40 ngàn hả? Ở chứ quên mình lít 15 ngàn hả? Nó chơi cậu ba cũng qua ăn mà. Uống cháo hai đứa. Mới một ngày chắc bà đã bỏ cồn hơn nhiều hơn mấy ngày. Bỏ cồn. Cái này có mỗi người uống cồn hết lít à? Cồn. Bao người. Cô biết mình nào. Đây này, lấy nó ra. Lấy là lên luôn. Lên luôn em, lên luôn. Cái màu lên lên núi luôn. Lên lên long con biệt lùm lỏ. Cái gì? Xong con biệt lùm lỏ. Sổ tiếng gì? Không biết gì. Tiếng bạn. Tiếng tôi là nói tiếng bạn. Quá, lên lỏ quá. Lên lỏ hơn. Mẹ con mình đã cắm. Dạ. Chân trà không đủ nắng. Tôi bắt tao ngồi. Ui. Nó nóng chưa nóng buộc giờ nó nóng. Cái này sao hết nóng. Nóng luôn. Nóng cực kỳ. Mày bóp cái này chết anh em. Nếu có tiền với
Khoa đi chứ. Nãy mẹ chịu Khoa cái uống mà nè thử. Khoa này uống này uống rồi uống nho đu qua rồi tới. Nó mày giờ xin nó đâu có. Nó mày đỡ luôn nè. Không đủ chưa, không mất hết. Còn một câu vừa nghe được cái xé nha. Quét cho Nguyễn uống trước à. Muốn thử cái đó rồi. Cho Nguyễn thử rồi. Nè anh Nguyễn. Khoa nè, cái này nè. Khoa nè. Đúng rồi, béo với em rồi. Rồi, ngay mình nha. Về một cốc là nấm xay, hai cốc là xay nấm, ba cốc là lá luôn. Ngon không? Cái gì không? Ngon quá. Nóng pha đi. Nóng quá. Nóng quá. Nóng quá. Nóng quá. Nóng quá. Cái chai rượu gốc á, chai rượu thuốc á. Thôi để. Rồi xong rồi đấy nha. Chào quý vị bà con, tôi xin phép đi làm với bố ngủ rồi. Nóng quá pha, đậm nó được. Xay quá. Mai còn đi rồi thôi. Chưa em. Thuốc đăng giả tập á. Uống rồi. Ông uống bà khen. Ông uống bà lên, bà uống ông lên. Đó. Này là rượu 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 rượu. Mẹ tao cũng hài lắm đó trời. Mẹ không bệnh cái này là sao con bỏ đúng được hài. Ca đúng rồi. Bỏ được không? Cần gì? Được chưa hả? Là được gấp thêm nữa. Nó bình bà la bò. Ra mà lên ngồi đi mới vui. Không, không, không. Cấm bà góc nha. Cấm hết nhất lưng. Giỏi cái hộp lên đâu. Hỏi thầy lên đâu. Thôi lên luôn. Lên miếng này. Không miếng này. Cấm luôn giọng. Cái vui nè. Giọng luôn. Cô cá lâu lâu mới lên. Cặp giáo chưa để luôn đó. Không có nhậu ăn à. Tụt quần luôn. Tụt tụ quần ra ra đi. Tụt lại quá. Ê, con sạc. Nhưng mà ơi, không biết mẹ, hỏi tiếng nữa chết mẹ với tao. Em nói chết mà. Chẳng phải nào. Lên anh mày cưới gì mày? Ông qua còn dữ hả? Ông qua kìa, ông qua mát cũng hơi cười. Anh nằm cô nắm uống cháo. Chơi luôn bà xui luôn mà. Chơi bà xui luôn á, thấy cá luôn á. Lớn. Này mày duy trì được nhau nè. Mày lay á, sao mà chơi chung với ảnh hưởng. Cô ăn ba cái ruột đó được không mấy đứa ơi. Ngon ngon. Em hô bà ăn giang hỏi chứ. Bà với chảo. Con ăn đi con chảo nè. Đi hả không? Đây đi đây ăn cà nha. Để mẹ ấy một cái cô hả? Cơm luôn. Chuẩn làm gì cũng sắp hơn. Nào mấy đứa ăn cô có cơm cho con. Lợi dụng nha. Lợi dụng nha. Chưa được, thèm quá rồi. Thèm bé ơi mở miệng nè. Miệng chân chân kìa. Trả cho nó miệng miệng. Nước em tươi người ta luôn kìa. Ê, rửa mặt đây. Cái gì nó ăn chè. Gió ăn chè. Rồi đây thấy mặt bố luôn đó chưa? Thấy chưa? Bố tôi cái này trai nha. Có ai làm mà bố tôi dễ lộn. Bà cũng dễ lộn. Ăn gì vậy? Bỏ đưa ra. Ăn đi đi ca. Nãy trước khi đi là hỏi là em thấy con cơm ăn cái nào? Đây, dạ, đây, cảm ơn á. Cái nhiều dữ vậy. Mẹ ơi, 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 nè. Ôi, anh Nai gửi vô rồi, rồi gửi theo ca sĩ ra đi. Mẹ uống với ai ta? Anh gửi ca sĩ nha. Cháu gái nó đi. Dạ. Này con cháu rồi. Thân. Thân. Gửi nó vô ca sĩ không chịu mày. Đi 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 từ lòng đang nổi tiếng á. Thánh ha. Được. Ok không? Vậy. Vậy. Yêu quá à, hút đó mà. Hai người á. Đầu. Chắc là cũng đi đủ 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 đây cho ăn liều còn liều không à. Thôi mà đừng chắc mày. Chào mọi người trước. Chào mọi người thấy luôn. Nè điện tôm nè, chạy ngon. Chá luôn trong nhà thì đó rồi. Má chẳng chá luôn. Thử ra nha. Hai liều chưa? Chết mẹ ai rồi, nãy em muốn thuốc ai trời? Thuốc ảnh.
Rồi uống nước mày vậy. Không quan. Không giết gà. Giết lên, giết lên. Giết lên, giết mẹ em kia tao, giết cổ lại. Ta để cho bá vợ. Dạ. Chà bá vợ. Chà bá vợ. Bá vợ bố của chồng luôn. Mẹ là trừ tí ra tất cả người thằng liều này uống cái này của anh á, nhiều quá này còn liều của anh, người đây là hai liều mới mua đi chứ nè, mẹ uống của anh rồi nè, anh em cộng chung liều không cốt anh thuốc bá giờ em thuốc nào cái gì ở đâu còn ai ghi đâu quá thiệt. Mình giờ như vậy mình được hầm bao không có đâu. Đứng nữa ăn con. Đây cũng bắt được rồi. Không vô lại giật mình nữa nha. Nước đồ. Hổ vậy ba. Hổ gì kìa. Vô nước nó chèn nha. Nước lạnh. Con lấy cái này đâu? Con lấy cái này đâu? Đó phải chịu đứng cái cảnh đó. Chỉ đi thôi nha. Phá rồi. Chè ma túy thì nó chạy vô rồi. Không có tình lan lan đúng ra luôn à. Luôn hả? Không nữa à. Sao con đẹp anh ba xấu? Gì kỳ vậy? Con bé nó xinh dữ ta. Vậy ta đi. Chắc giống lan hay giống mẹ vậy? Ừ. Mẹ. Ừ, giống mẹ. Ừ, giống mẹ. Nó giống tao vậy á. Ủa, không biết ơi. Tao nè. Cái nhà có lan bò nó xấu. Xấu nghĩ gốc ngu luôn. Mẹ hồ con đẹp không? Đẹp. Đẹp nhất tuần. Đừng bỏi. Ơi không muốn. Dạ. Vậy nãy hồi sao tôi dạ. Ngủ trắng cho nó nói muốn. Hả? Có muốn hết trơn, tại không muốn. Hai viên dữ ra. Muốn luôn nè. Đúng rồi, tao uống á. Không muốn đâu. Mày biết chơi. Muốn. Không muốn. Uống đi rồi. Bố ổn, bố. Dạ, dạ. Bò ơi. Bò gì? Bò chạy ngược. Đúng vậy, không lạc chồng ta. Không quá này. Lâu quá rồi ha. Đây, con với mẹ con mình mới gặp ha. Lâu dữ. Có vô mê chứ giờ. Ừ. Nút cái gì? Nút cái gì? Nút đá cái tổ mà bay nóc nhà đó. Nghe quá trời luôn. Nghe của cái danh độc bảo mà cái con đó là con gấu. Gấu mà không biết nấu. Bay nóc nhà. Ừ. Rồi cái nhà bay nó sập luôn hên xe. Hên xe đấy bển không sao chứ. Nhà hay chết đó. Xe đấy bển mấy chiếc bển đó xe. Mấy cái ghế này chứ thôi. Dằm xuống trong đường cũng như nước chân. Quá là gió. Ông Sư á, chạy. Mọi người thì clip đến đây thì cũng kết thúc nha mọi người. Ngày mai anh em mình sẽ thức sớm đi đón Bình Minh ở bãi sao. Thì anh em mình sẽ tiếp tục quay clip cho mọi người nha. Tất cả mọi người ở đây đều sẽ có mặt hết. Anh em sẽ cố gắng thức sớm, mà thức sớm được hay không thì còn một chuyện. Ok mọi người nha. Thì hẹn mọi người vô clip lần sau nha mọi người. Hai rồi, nói gì mọi người đi. Hai ba. Chào mọi người, lúc tụi mình sẽ đi ngoại để quay cho mọi người xem Bình Minh. Đấu Bình Minh, Vũng Tàu.
thích được không? Mình sẽ gắng cố gắng để mình thích sớm. Cũng như giờ mình đi làm việc cũng 5-6 giờ mình thức thôi. Mọi người hãy đón xem clip của mình. Mọi người hãy đón xem clip của mình nha. Cảm ơn mọi người.